Đây là những diễn biến của set đấu thứ hai trận đấu này. Đối vật ở phía gần màn hình của quý vị là đối vật của Nhật Bản Kazuya Itani và Tomoya Takashina. Trong khi đó ở phía xa màn hình là đôi vợt của Thái Lan Tin Isinianate và Wanawat Apunsuwan. Trong set đấu đầu tiên thì đôi vợt của Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số là 21-11. Chúng ta đang đến với những diễn biến ở đầu set đấu thứ hai và lúc này tỷ số đang là 1-1. Tay vợt của Thái Lan Wanawat giao cầu. Hai đôi vợt của Thái Lan và Nhật Bản chưa từng gặp nhau trong quá khứ và trên bảng xếp hạng, đôi vợt của Nhật Bản xếp hạng 288 thế giới, trong khi đó thì đối thủ của họ, đôi vợt của Thái Lan, chỉ xếp ở vị trí 679. Tuy nhiên trong set đấu đầu tiên thì đôi vợt của Thái Lan đã chơi rất tốt, họ nhanh chóng vươn lên dẫn điểm và kết thúc set đấu với tỷ số 21-11. Lúc này ở set đấu thứ hai thì đôi vợt của Thái Lan Isinianate và Wanawat cũng đang dẫn trước. Đổi giao cầu 4-2 cho đôi vợt của Thái Lan. Pha đập cầu rất tốt của tay vợt Nhật Bản. Takashina sẽ là người giao cầu cho tình huống này. Tỷ số đang là 3-4. Set đấu thứ hai, đôi vợt của Nhật Bản sẽ buộc phải giành chiến thắng. Tình huống cứu cầu rất tốt của Takashina nhưng cuối cùng thì đôi vợt của anh vẫn chịu mất điểm trong tình huống này. Các tay vợt của Thái Lan đã tạo sức ép rất tốt. Wanawat giao cầu. Tình huống ống mà Wanawat đã tấn công thẳng vào vị trí của Itani. Trong những tình huống đôi công thì các tay vợt của Thái Lan thường giành được phần thắng. Tốc độ cho những pha xử lý cầu của họ là rất nhanh. Một tình huống lưỡng lự của Takashina và đôi vợt của anh đã thêm một lần nữa mất điểm. Cách biệt lúc này đã là 4 điểm. Tỷ số là 7-3 nghiêng về đôi vợt của Thái Lan. Thêm một điểm số nữa, lần này người ghi điểm là Isinianate. Các tay vợt của Thái Lan rất hay khai thác vào vị trí của Itani, liên tiếp những pha tấn công vào vị trí của Itani, và kể cả khi tay vợt của Nhật Bản có cơ hội thì anh cũng dứt điểm không thành công. Nhưng lần này thì Itani đã mang điểm số về cho đội nhà. Tình huống dứt điểm dễ dàng. Itani cũng sẽ là người giao cầu. 4-9. Tình huống bỏ cầu khéo léo của Wanawat nhưng đã không thành công. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 5 điểm. Đôi vợt của Nhật Bản Takashina và Itani đang thất thế trong cả set đấu thứ hai. Rõ ràng là những pha tấn công của hai tay vợt Thái Lan rất có chủ đích. Họ thường hướng về vị trí của Itani. Khả năng phòng thủ của Itani
là không tốt. Và điều đó đã bị các tay vợt của Thái Lan khai thác rất nhiều trong cả trận đấu này. Tỷ số lúc này đã là 11-5. Và hai tay vợt của Thái Lan đang đứng trước cơ hội để lọt vào vòng tứ kết của giải đấu. Ở nội dung đôi nam thì lúc này còn một đôi vợt của Việt Nam nữa thi đấu ở vòng đấu thứ hai, đó là bộ đôi Dương Bảo Đức và Nguyễn Hoàng Nam. Dương Bảo Đức và Nguyễn Hoàng Nam sẽ thi đấu vào cuối giờ chiều ngày hôm nay. Họ gặp đối thủ đến từ Indonesia. Trong buổi sáng thì Nguyễn Hoàng Nam đã thất bại ở nội dung đơn và lúc này anh tập trung cho nội dung đôi. Sau trận đánh đôi trên sân số 1 giữa đôi vợt của Thái Lan và Nhật Bản sẽ là trận đấu ở nội dung đơn nữ với sự góp mặt của tay vợt Vũ Thị Trang. Sau khi có được sự hội ý thì hai tay vợt của Nhật Bản đã có liên tiếp những điểm số. Một tình huống may mắn và Itani đã ghi điểm cầu chạm lưới. Những điểm số liên tiếp của đôi vợt Nhật Bản, họ buộc phải tăng tốc, thu ngắn cách biệt để qua đó nuôi hy vọng lội ngược dòng ở set đấu thứ hai này. Người mắc lỗi là Itani, cho dù trước đó anh đã có những tình huống phòng thủ rất hay. Rất đáng tiếc cho Itani, mạch lên điểm của đôi vợt Nhật Bản đã bị cắt đứt. Lần này là một pha đập cầu thành công của Takashina, một pha đập cầu hiếm hoi của các tay vợt Nhật Bản. Họ rút ngắn tỷ số xuống còn 9-12, cách biệt chỉ là 3 điểm và cơ hội vẫn còn trong set đấu thứ hai này. Trọng tài xác định cầu ngoài sân, rất đáng tiếc. Những pha tấn công và Takashina đã phòng thủ rất tốt. Lần này thì pha trả cầu của anh hơi mạnh và cầu đi ra ngoài. Wanawat là người giao cầu. Một tình huống may mắn, cầu chạm lưới. Lần thứ hai trong set đấu này, các tay vợt Nhật Bản gặp may mắn. Trong ngày thi đấu hôm nay, ngày thi đấu thứ 3 tại giải cầu lông quốc tế Hà Nội Sibutrai năm 2015 thì đã có rất nhiều các tay vợt của Việt Nam thi đấu và đã phải nhận những thất bại. Phạm Cao Cường ở nội dung đơn nam vào buổi sáng ngày hôm nay đã thất bại rất đáng tiếc trước hạt giống số 1 người Thái Lan Supayu. Cao Cường thất bại sau 2 set với tỷ số rất xích xào 18-21 và 19-21 sau gần 1 giờ đồng hồ tranh tài. Ở nội dung đôi nam nữ thì bộ đôi Dương Bảo Đức và Thái Thị Hồng Gấm cũng đã thất bại trước đôi vợt hạt giống số 4 của giải người Indonesia sau 2 set đấu. Vào đầu giờ chiều ngày hôm nay thì bộ đôi Lê Thu Huyền và Phạm Như Thảo của Việt Nam cũng đã thất bại ở nội dung đôi nữ trước đôi vợt hạt giống số 3 của Thái Lan sau 2 set đấu với tỷ số 15-21 và 16-21. Có thể nói hy vọng của các tay vợt Việt Nam lúc này chỉ còn đặt vào Vũ Thị Trang ở nội dung đơn nữ. Cô là hạt giống số 3 của giải.
Itani và Takashina vẫn đang cố gắng để rút ngắn khoảng cách. Khoảng cách vẫn đang là 3 điểm. Một pha đập cầu không tốt của Tin. Đáng tiếc là trong thời điểm quyết định như thế này, Takashina lại giao cầu không qua lưới. Thời điểm quyết định của hai tay vợt người Nhật Bản, họ cần tập trung. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 13-15. Itani sẽ là người giao cầu. Tình huống tranh cầu của Wanawat phối hợp không tốt trong tình huống vừa rồi, và đôi vợt của Thái Lan đối mặt với việc bị các tay vợt của Nhật Bản san bằng tỷ số. Vẫn là vị trí của Itani bị khai thác. Các tay vợt của Thái Lan tấn công liên tiếp vào vị trí của Itani, và cho dù tay vợt của Nhật Bản cũng đã nỗ lực để có những pha trả cầu khó thì anh cũng đã khiến bộ đội của mình mất điểm trong tình huống này. Lần này đến lượt Tin giao cầu hỏng, rất căng thẳng ở set đấu thứ hai. Cách biệt lúc này chỉ còn là một điểm. Takashina giao cầu. Trọng tài xác định cầu ra ngoài, rất đáng tiếc cho Takashina trong tình huống này. Một pha điều cầu có chủ đích của anh ở phần sân mà các tay vợt của Thái Lan đã bỏ trống. Nếu cầu trong sân thì chắc chắn là một pha ghi điểm. Tình huống đôi công rất hay, và lần này Takashina đã ghi điểm một pha đập cầu ở cuối sân. Rất uy lực của Takashina. Takashina vẫn đang là người ghi điểm chính cho đôi vợt của anh. Itani sẽ là người giao cầu. Tình huống đẩy cầu nhanh, các tay vợt của Thái Lan tỏ ra lớn lướt hơn. May mắn thuộc về hai tay vợt của Thái Lan, may mắn đến rất đúng thời điểm với họ, khi mà lúc này họ chỉ cần 2 điểm số nữa thôi là sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này để lọt vào tứ kết của giải đấu. Rất tốt, và vẫn là vào vị trí của Itani.
rất nhiều cơ hội để giành điểm quyết định trong trận đấu này cho đôi vợt của Thái Lan. Wanawat và Tin. Wanawat sẽ là người giao cầu ở tình huống này. Takasina vẫn đang nỗ lực để đem về những hy vọng nhỏ nhoi cho đôi vợt của anh. Trong trận đấu này, Takasina đã chơi rất tốt, nhưng rõ ràng là có những chênh lệch nhất định giữa anh và người đánh cặp Itani của mình. Điều đó đã khiến cho đôi vợt Nhật Bản bị hai tay vợt của Thái Lan đồng đều hơn khai thác. Cơ hội vẫn còn cho hai tay vợt của Nhật Bản. Khoảng cách chỉ là một điểm mà thôi. Và như vậy là trận đấu đã khép lại với một pha dứt điểm chính xác của Tin. Hai tay vợt của Thái Lan, Tin và Wanawat giành chiến thắng chung cuộc sau hai set đấu. Tỷ số 21-11 và 21-19.